Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Tai nạn ở Running Man, Thúy Ngân đập tan tin đồn sửa mũi. Thúy Ngân là mỹ nhân đình đám sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, gợi cảm, gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Cô còn từng thi hoa hậu và giành giải hoa khôi thành phố Mỹ Tho năm 2009. Cũng như nhiều mỹ nhân V-Bit khác, Thúy Ngân cũng có lúc vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc cho thêm phần xinh đẹp. Dù chân dài này đã một mực phủ nhận, nhưng dân tình vẫn bán tin bán nghi. Mới đây, cô hỏi Thúy Ngân có thực sự đẹp tự nhiên hay nhờ cậy da kéo, đã phần nào có lời giải thông qua một đoạn hậu trường quay trộm ở Running Man. Cụ thể, vì quá lăn xả nên Thúy Ngân đã gặp chấn thương, dẫn đến chảy máu mũi. Qua đoạn clip có thể cho thấy ekip và các thành viên đều rất lo lắng cho người đẹp, liên tục hỏi thăm. Trước loạt câu hỏi dồn dập của Trung Vạn và Karik, em có làm mũi không, mũi thiệt hả, Thúy Ngân có câu trả lời gần chú ý, em không sửa mũi thiệt. Thông qua một khoảnh khắc nhỏ trong hậu trường, có thể tin mỹ nhân gạo nếp gạo tẻ sở hữu chiếc mũi cao hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải một sản phẩm đã qua dao kéo. Trước đó, khi tham dự một chương trình, Thúy Ngân từng gây bất ngờ vì gương mặt có đôi phần khác lạ. Sau nhiều người cho rằng cô chỉ đang dùng app làm đẹp mà thôi. Kết hợp với kiểu trang điểm hơi đậm của Thúy Ngân khi mạnh tay tô cao sóng mũi mới, khiến cho nhiều người hâm mộ hiểu lầm rằng cô đã dao kéo trong chiếc mũi của mình. Sống mũi cao bất thường do nữ diễn viên đã mạnh tay khi trang điểm, điều này khiến gương mặt của Thúy Ngân dài hơn.